Tại công viên phường Vĩ Dạ, thành phố Huế có một khu tưởng niệm 11 cô gái sông Hương. Đó là tiểu đội du kích nữ được thành lập trong kháng chiến chống Mỹ. Họ là những người con của quê hương Thủy Thanh, Thủy Vân. 11 cô gái đã thành một tập thể là chị em gái. Họ lấy tên dòng Hương để đặt tên cho tiểu đội của mình. Cùng với công tác đền ơn đáp nghĩa, trong những năm qua, địa phương cũng đã làm tổ công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tại công viên trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, nơi đặt bia tưởng niệm 11 cô gái sông Hương, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường cùng các đoàn thể đã tổ chức buổi kỷ niệm ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc với sự hiện diện của các nhân chứng lịch sử, đặc biệt là sự có mặt của bà Chị Thị Mừng, người em út của tiểu đội 11 cô gái sông Hương ngày ấy. Khi đi rồi về nhau thì đi cùng nhau, mà về thì người con cái mất. Mà về gia đình họ về thăm, nhiều khi đoàn về là tôi đứng ngoài cửa, tôi nhìn vô trong cái bức thờ thì anh là tôi cứ ướt nước mắt. Đó là hy sinh ở đó thì bốn người. Phương Vĩ Dạ hiện còn một mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và rất đông gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong những ngày lễ Tết, kỷ niệm trọng đại của đất nước, chính quyền ở đây luôn ghi nhớ công lao của thế hệ ông cha đã chiến đấu hy sinh bảo vệ đất nước. Trong dịp này, chúng tôi đã được thăm và trò chuyện với gia đình ông Dương Quang Dinh, có 6 liệt sĩ, 2 mẹ Việt Nam anh hùng. Phát huy truyền thống gia đình, ông đã nuôi dạy con cháu trưởng thành, xứng đáng với những hy sinh mất mát của thế hệ cha ông. Hy sinh mới mất mát thì thực tế thì mình cũng xác định được rồi. Cho nên con cháu các thứ thì mình lo răng dạy con cháu học tập bố mẹ chủ bạc trong gia đình thôi, đừng làm ảnh hưởng gì gia đình thôi. Còn gì thì cũng nói chung lại là gia đình đi về cả con cháu tất cả các thứ đứa nào cũng tốt, ăn học đàng hoàng, không được mà hư. Hiện nay thì giờ thành đạt cả rồi. Đối với địa phương phường Vĩ Dạ, trong thời gian qua thì Đảng ủy chính quyền luôn có sự quan tâm chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện vào các cái dịp lễ Tết. Thì địa phương thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các cái gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương binh bệnh binh đau ốm. Thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn với những vị anh hùng liệt sĩ, với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, với những người vợ tạo tần, với những gia đình mà người thân họ đã cống hiến tuổi xuân vì độc lập của nước nhà. Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, chính quyền và các đoàn thể ở đây đã huy động thêm từ nhiều nguồn để chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, kịp thời hỗ trợ động viên, thăm hỏi cá nhân và gia đình chính sách. Là hoạt động noi gương cho thế hệ trẻ về lòng biết ơn với những hy sinh mất mát của thế hệ cha ông trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.